Biết câu không câu anh Lân? Tám chào cả nhà đi nè. Chào cả nhà, bây giờ tôi câu mà. Câu nè người đẹp cắt tuyền ơi. Đó. Đĩa dính rồi, dính rồi. Nam mô Di Đà Phật, cái rồi à. Ê, ôi, cắt xấu hơn mấy bà. Cắt không được, cắt câu cá chứ không bị đâm. Ê, cá nó nướng ngon lắm á, hả mình nướng á. Nè, cái này bự nè, ăn được nè. Ừ. Bởi cái vô xô gì đi. Nè bà Hằng, chắc không được, bà Hằng chắc thua bà. Tôi như câu nè. Ê. Luôn nè, mấy chị ơi. Ừ. Bà Vi đây, bà Vi nhà mình đang coi kìa. Sao? Ừ hả, mình nướng ở bên kia anh Long. Mình đang coi kìa. Bữa con bò bác á. Xấu hơn bà hả bà Vi. Bà có coi. Đi học về. Ờ con cá đẹp quá hen, thanh lắm. Để ra máy đi, thanh. Để nó móc nha. Đây anh. Nước lên, bóp nước lên. Đừng hiểm anh. Chạy dạ có đừng. Xô luôn, xô luôn, xô luôn. Ôi bút nhiều quá nó nhảy ra anh Lưng ơi. Dạ lắm quá. Để xô xô trong này. Chị Tiền nói vợ chồng gì mà sát cá quá vậy kìa. Nhưng coi có con nó rồi. Nó đi. Con này nó đói nó ăn mà. Đi đi em. Vớt xa ra. Ui tôi cần ấn vớt kẹo. Cần rơi xuống. Ông Lương cũng vậy, câu là dính kìa. Câu bà là bà hành kìa. Kệ lên chị Tiền nói anh nói câu là dính, câu là dính kìa. Trời ơi, cái dịp nào mình làm một chuyến chị Tiền ơi. Quá trời cá nè. Sắp xếp công chuyện đi, gia đình chơi. Nguyên đạn luôn kìa mọi người. Ăn chưa, ăn chưa? Không, hôm nay còn ở đây, mai nó kêu chị Tiền xuống liền đi là được kìa. Rồi, dính rồi, dính rồi. À, chết rồi. Ê, cá bự luôn. Con này bự hơn rồi chị ơi. Trời ơi chắc xấu không mấy bà hay gì. Trời ơi chắc bị đâm, chắc cá ăn chắc bị xấu. Trời ơi chết rồi. Thôi tôi khỏi ăn cá trên ghe này luôn. Chưa nghe làm một ký nha. Đẹp quá. Miếng nữa nè. Miếng nữa nè. Miếng đi ít như vậy. Miếng thôi. Trời ơi chắc cá thua anh. Này có câu được không? Xấu không? Tắt nè. Con này vỏ cứng lắm nhỉ. Cẩn thận lắm cái chân. Lên chân rồi. Mẹ ăn câu cá luôn đi. Đâu đâu ông lên làm mồi. Mẹ ăn câu đi mẹ ăn. Đây đang đợi cần câu. Cái này cũng rất là nặng cả đường đúng không? Rồi kìa. Rồi hay dưới trời. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ủa cá bự bự luôn luôn. Ủa cá bự bự luôn vậy. Anh ơi. Đâu rồi? Nhanh lên đi. Trời ơi, tôi nói giờ tới chuyện 3,5 kg. Ôi ơi, câu tôi xanh luôn kìa. Tám kể gì giờ ngày xưa còn gái đi câu con cá này. Hồi xưa còn gái đi câu cá rô quá, câu qua. Mà câu cần là cái con cá này nó ăn gì? Con này như nó tham ăn hay sao ấy? Bà, tôi câu tôi mà đừng có tham ăn bà. Buồn quay à. Nhưng mà trời cái con đấy mà luôn nó không có con khác ấy. Tao thấy gần thôi, tao thấy xa vậy kéo chi lâu. Nó xuống nè. Nó hả, tao đụng đất cũng được. Ở đây sao đụng đất được má? Đụng chứ. Nó chạy quá. Chạy mà. Chạy. 3 con rồi. Đã 30 con nè. Lại lên luôn rồi, đây này nhiều như này. Thế lời bé biết gì nha. Giết rồi. Giết rồi. Bà Hai Dung. Đúng rồi nè, còn Thảo. Anh ơi, anh ơi. Trời ơi, Thảo nó đi, nó tốn nửa cho bạn câu. Chị Tiền có đang coi mình là câu luôn nè. Trời ơi, dính biết bao nhiêu cạp. Trời ơi, chắc thua bà. Kỳ vậy là Quỳnh Hương singer. Vui lắm luôn. Gửi bác thông môn cho nó rồi đó. Gửi hấp môn cho chị rồi đó. Ba chục. Ôi được cũng mới đây mới được 2 lạng thôi. Trời trời đói tao mơ đói rồi, đói rồi. Đói rồi. Trời quăng tùm lum la luôn rồi. Đúng rồi cuốn bớt rồi đi. Chiều sát cá má, rồi thảy xuống là dính, thảy xuống là dính, bây giờ 3-4 con rồi. Ôi biển đấy này, hãy xuống là dính à. Đấy là nó. Không phải, phải con đó đâu. Con khác. Có mồi nó đi vào đây thế này. Chứ có mồi ăn này.
Thôi được thôi bà ạ. Bà rối rồi Hương ơi, rối rồi. Ấy. Từ từ rối, từ từ bình tĩnh. Rồi bình tĩnh rồi. Rồi được chưa? Đấy. Hello mọi người bên TikTok nha. À, ông Lưng đang tấm mồi chưa có câu. Rồi dính rồi. Lấy cây dứt lên, lấy cây dứt lên, lấy. Bây giờ cần câu bây giờ bông lông kìa. Giật một cái nó tự nó tuôn ra một cái là khó kéo lắm á. Cái que que dứt lên. Ôi giời nhiều chưa nè. Không phải cái đó cái khác má ơi. Thọt vô cái đó đó. Đây. À. À, cái đầu kia không lấy, lấy cái đầu kia nó lấy. Thôi nhớ. Câu rớt cùng nhợi luôn. Quậy quá, mới câu 4 con cá nha chị. À, câu ấy à, ở Hòn Sơn á em. Dưới mà Tâm ơi, từ Tâm ơi. Từ. Để em cầm cái cuồng nhợi cho. Chúng phát chúng về. Xin gì? Làm sao tối bà câu được đầy rổ này đi rồi để chụp ảnh. Một chiếc lưới cho cái ca quần. Con này không ăn được đâu, con này xương. Con này nướng mà. Nướng. Thịt ngọt lắm à. Hôm trước nè ăn rồi đây. Ăn luôn. Để Tâm cầm cuồng nhợi luôn đi. Tâm thả, Tâm thâu, thả cho dễ. Không, thả xuống đi cho cây dài, Tâm chúng thả xuống đi. Phải có cái gì máng lại chứ. Ông đừng kiếm được rồi. Dài quá đi ông ơi, dài quá rồi. Tuyệt vời luôn, không ăn, chưa ăn rồi, chưa ăn, hồi hộp chờ đợi. Ủa, ăn cái bánh đậu xanh thù điên đó mà nó đi thù điên nhỏ lên cũng còn nữa nè. Quá trời cá luôn à. Cá nhiều lắm. Ủa bên đây nữa nè. Đó cá nhỉ. Đưa cho chị Hằng câu một con đi. Sao là Tám? Sủ hả Tám? Tám nghe đó nè. Sủ đơ rồi. Chị Jessica Quỳnh nha. Không phải cắt hết hả? Không phải đúng rồi, Hồng Sơn ở Kiên Giang. Ăn hết thì thôi. Bắt mò rồi. Hết cá hả gì? Vẫn lại lên lâu, vẫn nhờ lại nó rối lâu. Đấy, đến lên em câu. Thôi, tôi tới em mời lại anh. Rồi, tôi xanh luôn má ơi. Thì phải yên bình quá đi. Ai, mà mở cửa đi. Rồi, được rồi, đến chỉ cho làm này. Rồi, thả ra. Cô đưa đi không? Rồi, nào, tới đắt rồi nè. Cầm như thôi nè. Dùng chân dây để chỗ này nè. Chặt đáy nữa. Chặt đáy nữa, chắn ơi. Ê! Thôi, đã nè, mệt quá đi. Tôi nghĩ tôi bị bầu đó. Quê à. Giàn ra rồi. Nó có khó chịu quá. Bây giờ không biết ý chứ người ta cầm vậy đó. Bao rồi. Ê. Ôi trời ra vậy à. Trời ơi. Căng cái đầu bùi. Qua giùm em coi em ăn coi. Ê, em làm bóc coi. Em ăn thịt mà. Đây tôi được bốn con. Dễ thương bà. Dính này kìa. Dính này hả? To rác to bà Dung mà. Rác to. Dính này kìa. Đây, ôi, chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Lên cho câu con lên. Không lửa đâu hả? Con này ham ăn thế. Đi biển Hòn Sơn câu cá là vui lắm nha mọi người. Vui quá mọi người ơi. Cái lâu lâu mình đi mình giải ngố đi mọi người. Đi. Bây giờ làm nhiều thế thì cũng thế thôi. Chết thì cũng chả có mang theo được gì, hiểu không? Hai tay úp mu thôi. Thấy rồi, bây giờ chết cũng chả mang theo được gì. Phải không? Mình đủ ăn đủ mặc là mình phải làm vui cho cuộc đời của mình, phải không? Mình làm vui cho chính bản thân mình chứ không cần ai làm vui cho mình hết. Giữ cái lỗ đất với bà.
Ừ. Vì là ở đây lúc quá nhiều. Bà con nghe nó giật 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 vậy nè. Nó tằng 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 á. Nó đụng đụng này đụng đất luôn là tự nhiên nó giật 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 giật. Nó về đây. Cái đó là cái con cá khác mà bà Hằng đâu phải cá này đâu. Cái này ở dưới đáy cơ mà. À, cái này dưới đáy. Cái này đáy mà. Bà chả biết gì. Dạ. Ôi mực ơi nó chạy nó ăn được rồi à? Mất câu rồi. Dẫn lên đó đi con. Thôi có huyền huyền chào. Huyền 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 chào anh đâu. Huyền chào ăn câu không? Vào rồi, vào rồi. Vào rồi kìa. Vào rồi, có không? Mày. Đâu? Tôi giật nhanh lên nó thấy nó động động. Có không vậy? Lấy cái tay quấn cầm cái cồn quấn lại luôn. Giật lên nè. Thôi được rồi, được rồi. Trời ơi, con thật bán rồi. Ra là sao? Hả? Nó lại đi ra là sao? Ủa, tôi sang luôn à. Chính chính chính. Rin rin. Ôi ngọt thế cơ. Làm một quả đi anh Long. Thôi để tôi ăn trước cắn. Tôi ăn miếng đi. Thử ăn thử đi. Ăn thử đi ha. Cái này mà ai mà tới du lịch của Hồng Sơn thì hãy chọn một cái chiếc tàu Hải Âu nha mọi người. Trên bè này là chè bè của Hải Âu nha mọi người. Đây. Ai? Ngon thế. Dứt. Con cá luôn, con bè heo, con cá luôn. Đó. Dứt. Sao kỳ vậy? Kỳ không biết đâu. Phải để nó đớp hành và đăng. Ừ. Tao đạp bạn dưới luôn à. Em thấy nó giật giật em giật liền đó. Sao rồi mày ăn? Dứt. Dính. 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 Đến chết rồi. Mực chín rồi, mực chín rồi các bác ơi. Nó giận ngang. Nó giận ngang giận giật và sao em giật lên nó không giật lên. Ta giật lên, ta giật lên này chị Hằng kéo 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 lên nó giật ra. Buồn mới câu được, buồn lắm ơi. Mà. Em nắm tắt câu được đâu. Em thấy nó giật giật, giật, giật lên, nó cũng ăn, nó mất dạy vậy đó. Đồ cá là phải học sách của Phương Tự Nha mới được. Sao rồi? Nàng kia không câu được à? Tôi phải làm phát xem nào. Tôi câu... Lân múc cho miếng nước biển lên Lân. Cái gì vậy? Đổ lên đây cho nó lầy. Được rồi, khung. Đầy quá nước ngọt. Đây! Kìa! Rồi hết làm gì? Hello, Bella! Hello, Bella! Anh thả môi xuống là phải được ngay. Rồi, chín rồi. Nó giật giật chứ để chưa được đâu Du ạ. Chín rồi. Ôi thôi được khỏi ăn đi câu. Trời ơi. Tháo ra con đi. Thầy câu mà nó chịu. Thôi bây giờ ăn đi, đây đây. Đây bắt đầu mình câu tiếp. Cái này là mình nướng. Cho em câu con nữa coi, thử con nữa coi, không được nữa mà không câu luôn á. Tháo con chị Hằng ra kìa. Này. Câu dễ không mà nhỉ. Đây đây cầm em mời cả nhà, đây là mực em vừa câu lúc sáng. Bây giờ phải đem cái ăn này là câu ở trong cái mâm của trong cái bà bán ngoài chợ á, hiểu không? Thế còn tí nữa phải đem lại nướng cá nhá. Tôi bảo bác cái luôn nướng lươn mới đi. Thôi không, câu này dạo ở chụp ảnh. Đúng rồi, để đi. Nè. Lên ăn xong. Cá nè. Ăn xong lại quay. À hệ không. Hai vợ chồng son đang chế biến này rồi. Hai vợ chồng son. Đây là cá nha mọi người. Cá này cá gì anh? Cá vịt. Cá vịt. Cá vịt nướng mồi. À nướng mồi đó mọi người. Gà tre kìa, gà tre kìa. Gà tre hấp. Ừ. Giờ này gà đòi không con? Gà tre. Con gà kia nè, gà gái mềm lắm này gà tre. Đó là ông đang làm lẩu. Mình có biết câu rồi mình ơi, mình có biết câu à. Đã biết câu rồi. Ôi giời, thôi tôi đi đây. Dính này kìa. Dính này kìa. Dính này dính nè. Ông thả dây kìa tôi. À tò, đó coi. Dễ thương nghe không? Chưa. Ừ. Biết cái cảm giác đó chưa? Ừ. Nhớ chữ cảm giác đó nha.
phải giữ cảm giác đó nha. Đã ha. Mà sao con cá nó màu thập thập giống nhau không vậy? Cá bầy mà. Nó một đèn mà tám. Đó. Đó. Lát nướng lên chấm ớt mọi người. Nướng lên mà chấm ớt là xuất sắc nha. Bu ra đại đi, bu ra đại đi. Ừ, nó đâu chứ. Rồi tới đó. Cảm giác nhớ, cảm giác đó nha. Rồi giật vậy đó. Trời ơi, con cá mà bố lông dở lên như thế là chết rồi. Lông không biết làm gì. Tôi không câu nữa. Đó, đó, đó. Nó chằn chằn cái thời gian á. Thẳng cái tay lên chút. Đưa tay lên chút. Dứt. Đó. Không. Dứt không dứt. Để xuống đây. Để luôn đi. Ông làm cho. Ông không biết làm, ông giật giật như vậy ông mới bảo bà đi ra trong câu. Thua thôi rồi, thua bà rồi. Không biết còn nói cũng cầm đem cuốn dần dần từ từ chứ. Mình ngưng đi, mình vô mình ăn đi. Chỉ sợ tiền không nhiều. Nắm cái gì đi 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 đi. Thank you anh Lân. Quán Lân 20 chiếc câu. Được 9 con rồi. Đây chị Hương, đây nha anh Nguyễn Khoa. Dứt. Dính. Chậm nhớ nhịp rồi. Ôi, con câu ở đâu chén quá. Chậm hả? Hello Minh Kha, hello chị Bila, hello Pikachu. Wow, cho xin miếng. Mời cả nhà dùng nha mọi người. Ô, mệt quá, nóng quá. Trời. Nóng được. Ngon. Ngon không? Tại vì con cá không biết được bầu như sao có được con còn. Ngon hơn bại chứ. Vào ăn đi. Vào đi anh Lương ơi. Ăn từ từ đi Phan. Nó quậy ra cho cứ câu một hai con cái này để ăn. Câu giải trí này hả? Ờ từ từ ăn. Cắt con hoài. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Đó nhá, cái này mà cho mùa dài quá nó cũng không được đâu. Đúng rồi, mà mùa dài bị dụ. Tôi mùa dài nó giật lâu lắm, nó giật mồi chứ nó đang giật lúc mình không lên không được là nó giật mồi đấy. Ơ cẩn thận cho cái con 14 nó tắm nhá. Sao kỳ này anh ra Hồng Sơn câu cá cảm giác anh sao lên? Hồng Sơn này câu cá nhiều hơn bên đảo Nam Du nè. Tươi hơn Nam Du nhiều. Có con mực cái to đấy câu đi. Dính nữa nè. Cá bự à, cá bự à, cá bự à. Ê, 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 ê cá bá luôn à. Ê, con này bự này tắm ơi. Ê, ê, con này thiếu 9 lạng nữa là được một ký. Con này. Con này còn hơn cả con voi đây này. Con này còn to hơn cả con voi đây này. Đấy. Bà Hằng không biết làm á, bà chỉ biết ăn thôi. Gỡ cá đi. Đấy. Ồ, vui quá hen. Đấy, cái này nó mới vui này đấy. Câu cái này nhiều hơn mấy cái trước mình đi luôn hết chưa ha. Trúng đàn nó chịu sao ăn. Bà Hằng không biết làm hả? Bà Hằng làm gì biết làm, bà chỉ biết ăn thôi. Em câu được có một con mà ông Linh cặp tay câu nữa chứ không được tự câu được nữa. Đẹp quá. Nó phải giật mạnh rồi nhờ. Chứ vào câu rồi cơ đây là nó đang rỉa rỉa cái mồi. Đúng rồi. Con này đã giật vội lên rồi. Không, cái câu cá này nó ai biết câu rồi, câu không biết là dễ câu. Nó rỉa hết mồi xung quanh đi. Nó ra. Dính rồi. Đây. Cá bự không luôn rồi. Bự. Con này bự à. Quỷ ma. Em ăn đi nướng luôn đi. Ê, nhiều quá ha. Nướng này, nhúm tàng đây, nhúm tàng đi. Không ngon, nó không tươi. Nhúm tàng này lâu. Đem cái bếp qua đây nè, mình nướng mình ăn luôn à. Tùm lum la kìa. Tùm lum la luôn rồi. Lưng ra đây cho anh được câu cá vậy là anh mãn nguyện rồi đó.
cái con, có hai con mực hồng thôi kìa. Giá câu biết gì. Chưa. Có tiếng anh điện mất máy ta. Nhỏ không? Nhiều dưới này nó cắn ngay mà. Như này. Cá dưới biển đầy. Cậu biết khi nào phải hết cá đây. Dính rồi. Dính rồi, con này nặng à. Chết mẹ chuột rồi. Con này nặng thật. Hôm nay nó trời em nói mát nó không, nó đâu có nắng gì đâu. Mát mà. Yêu anh đi, nhà anh có đàn vịt rồi. Yêu anh đi. Cuộn cuộn vào không? Rồi mà la la la. Phải là mở câu dính cá là ba ha. Yêu anh đi, nhà có đàn vịt trời kìa. Đi ra đi ngoài. Đấy là tao nói là tao bảo nữa là tao dính luôn hiểu chưa? Đấy. Chết mẹ anh. Sao bây giờ em để chị chịu bắt máy em? Rồi dính nó rồi, dính nó rồi. Trời ơi, gia đình đi câu cá vui lắm. Nhảy vô đều ơi, nhảy vô đều ơi. Ờ, vui lắm rồi. Tự xong nè ngoài biển bia bến đông gì mà không lẽ làm gì vậy? Vui lắm. Thôi nè, thôi giờ đi ra đi. Giờ đi ra đi. Đi đâu mà chỉ tôi câu được một cái chụp cái thôi kìa. Ờ, ngon lắm. Trời ơi, nó nghe nè. Mà mốt có đi về Thái Lan không vậy? Đi chụp cho má kiểu anh nha chính. Đồ dưới nữa nè, nè tiếng Anh ơi, chết rồi. Ở tàu đã. Tiếng Anh ơi, hồi nãy có thằng cọc ở ngoài biển á. Nó lấy ghe. Cái em cho nó Facebook chứ thương thợ chị rồi. Em nói em giới thiệu em tên là Tiếng Anh. Xin thợ là 0941 833 620. Ui, con kia to chưa, con trắng kìa. Wow, wow, wow. Ui giời ơi, hả gầy con gà nó chỉ luôn ha. Một đàn đấy ha. Vui quá hả, đội ăn con cá biển từ chứ. Vui lắm chị ơi. Không có bà đi buồn quá nè. Từ từ chị ơi, không gì hết. Mình còn tính. Ờ. Vui, xã man nè. Mọi chơi vui đi. Rồi, để mốt về mua rồi bánh gì cho. Đó, dính rồi, dính không? Vậy hai chồng làm gì nữa đây? Rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ôi, dính rồi, dính rồi, ôi, dính rồi.
Tăng. Ở đảo. Ôi, đẹp quá, cảnh đẹp. Được cá một đống cá nè mọi người. Được cá vậy. Điều cà na. Điều cỏn. Đạp mực ở đây. Mẹ Hằng ơi. Hết mực rồi, ai hết tình hết mồi. Sao mẹ Hằng im lặng thế? Mẹ Hằng lát mẹ Hằng dịch được một con mẹ Hằng hát kìa cho mọi người. Hết mồi rồi. Mồi này nó có cá nữa. Này nó cắn nó trời ra rồi. Không. Không cắn. Nó mai có con mồi rồi. 16 con rồi. Tám ơi chuẩn bị tới giờ uống rồi nè Tám ơi. Ủa mấy đứa uống bia vậy? Ủa ta. Mày chết mẹ mày với bà. Sai. Bà cho mày chết quả này con được câu được con cá voi nhớ chưa? Chớ câu con cá thường. Cá cá biển mà hết. Mẹ câu cũng dính rồi mẹ đưa hết cá. Bà Hằng câu dính bà la làng quá trời luôn vui lắm. Thế thì tao được mấy con rồi đấy. Sao luôn cắn cái gì? Càng ngày nó càng lâu vậy. Không lên kìa mãi được được con đâu. Ờ chú, cái anh chua, cái lão chua ở đây cũng không chảy tỏi nha chú. Không để tỏi luôn hả? Dạ đúng rồi. Chú có củ hành không? Chú xài củ hành giúp con nha. Có củ hành cháy cũng được, đừng chia tỏi. Nè chụp hình đi nè. Nè chụp đi. Sao rồi nè. Sao rồi mẹ nha? Sao rồi mẹ Hằng ơi? Sao con thấy mẹ Hằng im lặng thế? Câu từ từ nó mới dính. Ê! 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 Con kiến này. Nè, con nè, con nè, ông coi câu. Rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, ơ, dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Vui lắm. Này còn ăn được này lát còn ngồi ăn miếng đi. Dính vô, dính vô, dính vô. Trời ơi, con. Dính đời à, vấn đề sao? Yêu vấn đề sao? Câu cá mà dở lên thôi chứ không có gị nữa đó mà con dính. Hay dữ trời, hay dữ trời, chết rồi. Mẹ ơi, mày từ từ đi. Đòi lại dính ngay lấy đâu ra. Ây giời, phải chết mẹ. Nướng, nướng, nướng. Nướng hàng tươi. Ê, ta đi ra chỗ khác cũng đẹp khó lắm. Ôi, mẹ Hằng câu hay thế. Về lại đi ăn với thằng Mọi ấy. Thì thôi, đi cái thằng gì nhờ? Bọ. Thằng Bọ. Đi chơi những câu cá trong nhà mình để mắc cười thì chứ. Lấy cái cây vớt hai bọc lên đây. Vô cái cây tre này. Cây là bổ lòng. Lấy lại vớt để ai quăng xuống đây. Ôi. Biển ta đẹp thế này mà. Đĩ này vô duyên dễ sợ chỗ cá trâu không có duyên rồi mới lấy lên đi. Từng đàn nó đi qua mà chị. Không được, không được, không được, không được. Đây này chú ơi, đừng có trộm.
thiêu quá thôi. Cái loa kia hết pin rồi anh ạ. Đừng mở nhà không quay không được. Đừng mở. Xong vừa nãy xong rồi. Kìa giật kìa, ông giật kìa. Không được. Nó giật ít, nó cắn ít. Bỏ vào nướng đi. Ồ nướng đi, bếp ở đây có bếp nhỏ không, đem ở đây đi. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Nè, bà Dính nè. Yêu vẫn đẹp sao. Ồ bác cầu Dính nước kìa. Có con chiếc nào đấy, đây, đấy. Ôi ăn đi cô cụ ấy. Tí lại câu. Trời ơi. Trời ơi, bà chụp cho tôi một quả không chụp bà. Đâu, đây đây coi. Đây, cho anh một quả, mày anh cái câu cá. Đây đây, từ từ. Này, hôm nay anh đi biển thì các bạn là mồi anh đầu tóc anh này. Ôi giời, anh lại rơi ra thế. Đây. Ôi giời, nhiều thế. Dời đô. Câu xong là bỏ lên nướng cá tươi vậy là ngon cực kỳ mọi người. Nửa ký rồi lên, hơn chứ ha. Bỏ hết lên một lượng đi. Một trải nghiệm quá là vui vẻ em. Nhiều quá chứ bộ. Đây, ngoài. Cá nướng của em đã chín rồi nha cả nhà. Rồi, em mời đây, em mời cả nhà nha. Cầm một con đi. Ừ, con đi. Con này. Ơ, con cá tôi câu nè. Ê, con cá nãy tôi câu nè, con cá to nè, cá to nè, tôi câu nè. Mọi người. Gọi hương mới lên là câu được nhiều nhất. Đây. Nè, giờ nướng nè. Quý thử gần cá như thế nào? Đó cái ruột nha. Thơm, em nãy em nướng cái rơm đó. Ê, ăn rồi thơm nổi cả gà luôn. Thơm ngọt cực kỳ luôn, ngọt cực kỳ, ngọt cực kỳ luôn. Trời ơi. Cái này nãy em câu nè. Ê, ngọt ha, ngọt ha. Tóm lại là của mình làm ra là ngon rồi. Đúng rồi. Quá vui, kỳ này đi chơi là quá vui nha mọi người. Hành trình của tụi em được 2 ngày mà nay mới đi chỉ có buổi sáng nè. Quá tuyệt vời. Sao mấy nương? Mấy nương không nói lời nào mấy nương? Không. Cá tôi câu mà. Cá ngọt thiệt. Cá mình câu là ngon nè. Cá như tôi nè. À, vô lòng phải kèm theo bánh chán nè. Nhiệt mẹ cả con chả biết họ. Ngon hay không? Mẹ hàng đó hết nuôi con rồi à. Mình thua người ta cái đầu sang và hơn họ cái đàng hoàng. Ông lên nào câu đấy nhá. Chưa nói tôi học được đấy nè. Tôi học được rồi. Sao nói lại coi. Thua họ cái giàu sang mà mình thua họ. Thua họ cái giàu sang. Mình hơn họ cái đàng hoàng. Mình hơn họ cái đàng hoàng.
tươi quá. Ăn đi, thôi không quay nữa. Ok, ok, heo lần ha.